Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trâm. Hiện nay nhu cầu sử dụng nhụy hoa nghệ Tây saffron đang rất là cao và trên thị trường có nhiều loại saffron với nhiều giá cả khác nhau. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là dòng saffron chính hãng và làm thế nào để chúng ta mua được saffron chất lượng? Trâm mời cả nhà cùng theo dõi video này nhé. Tiêu chí đầu tiên, bên hông của hộp có dòng chữ Super Negin là saffron loại 1 cao cấp, được đặt hàng riêng với công ty Tây Á. Ngoài ra, hãng Bahaman cũng in mã QR code để người tiêu dùng Việt Nam truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chí số 2, mặt sau hộp saffron được in nhãn phụ bằng tiếng Việt trực tiếp lên vỏ hộp saffron Tây Á chính hãng, thay vì tự in giấy và dán lên, hay thậm chí là không có tem phụ như các hộp saffron không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiêu chí số 3, chất lượng sợi. Sợi saffron Tây Á loại Super Negin xẹt to, dài, màu đỏ tươi, hàm lượng dược chất rất cao, được sấy khô để bảo quản tốt và giúp mỗi gram nó sẽ có nhiều sợi hơn. Khi mà ngửi thì sẽ có mùi thơm cọ ngọt nhẹ, còn saffron không xuất xứ sẽ nhỏ vùng sợi, màu phai, sợi ẩm và có mùi thuốc lao hắc, hàm lượng dược chất ít, thậm chí là không có. Tiêu chí số 4. Màu trà saffron khi pha vào nước, sợi saffron Tây Á pha vào nước sẽ cho ra màu rất là vàng óng. Pha nước thứ 2, thứ 3 vẫn còn màu vàng. Còn saffron nhãi sẽ cho ra màu trà rất nhạt. Saffron tẩm thuốc nhuộm ra màu đỏ có hóa chất độc hại. Và bốn tiêu chí trên, trong hy vọng mọi người đã biết cách để phân biệt được làm thế nào mua được một lọ saffron chất lượng chính hãng để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh của Trâm để mọi người cùng theo dõi thêm nhiều video hữu ích khác nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video lần sau.